Liên Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Như chúng ta đã biết, cuộc thi vươn ra thế giới là sân chơi dành cho tất cả các bạn thiếu nhi Việt Nam. Với mục đích khuyến khích, chúng ta tìm hiểu và lưu trữ các nét văn hóa đặc sắc của quê hương, thể hiện niềm tự hào dân tộc và phát huy tinh thần sáng tạo, tự tin khi hội nhập với thế giới. Đến với cuộc thi vươn ra thế giới, mình xin được giới thiệu với tất cả các bạn món bún của dân tộc Tày được làm từ gạo bao khai nổi tiếng. Nào, bây giờ các bạn hãy theo cho mình để tìm hiểu quy trình các bước làm bún tại nhà bác Ma Thị Vi, xóm Con Móc, xã Linh Thông các bạn nhé. Chào bác ạ, bác đang làm gì đấy ạ? Bác đang chọn gạo để làm cái món bún dân tộc Tày của mình ấy. Thế cháu có thể làm cùng bác được không ạ? Bác cho cháu hỏi là quy trình làm bún là bún của dân tộc Tày mình á. Cái thứ nhất là phải dọn gạo bao khai Định Hóa, rồi đem vò sạch ngâm xong rồi mới xay thành bột, xong mới treo quả lên để vắt hết nước, rồi mới luộc rồi mới giã rồi mới ép thành là thành sản phẩm bún tươi dân tộc Tày mình nhé cháu ạ. Thế bác cháu mình bây giờ đi làm xem cái món bún dân tộc của mình làm đi. Quy trình làm bún gồm các bước sau. Bước 1, chọn gạo. Gạo được chọn là gạo bao thai. Sau đó gạo được vò đãi sạch nhiều lần, rồi mang đi ngâm khoảng 5 ngày. Tiếp theo ta vớt gạo, để ráo rồi mang đi nghiền thành bột, rồi tiếp tục ngâm thêm khoảng 5 ngày nữa. Trong quá trình ngâm phải thay nước thường xuyên. Bước 2, nấu và nhào bột. Sau khi ngâm đủ thời gian, ta gạn lấy bột, cho bột vào túi vải rồi treo ráo nước, sau đó mang ra luộc. Một quả bột luộc từ 20 đến 25 phút. Bước 3, giã bột. Sau khi luộc chín bột được đem vào cái cối giã cho khi nào bột thật dẻo thì lấy ra nhào với nước, sắt thành quả bột vừa với khuôn ép. Bước 4, ép bún. Cho quả bột gạo, cho vào khuôn bún. Khuôn bún thường làm bằng chất liệu gỗ dạng ống dài. Phía đầu khuôn có một miếng kim loại, đục các lỗ tròn, ép bột bún vào nồi nước đun sôi, thường được thực hiện bằng tay hoặc dùng cánh đòn để nén bột trong khuôn qua các lỗ. Bột chảy đều qua các lỗ khi khuôn bị vặt, nén tạo thành sợi bún, rơi xuống nồi nước sôi đặt sẵn dưới khuôn, lần lượt làm như vậy đến khi hết số bột. Bước 5, vắt bún. Sợi bún thường được luộc trong nồi nước sôi khoảng 5 phút sẽ chín và nổi lên, ta vớt nhanh vào trong nước sạch để sợi bún không bị bết dính vào nhau. Sau đó vớt bún trong nồi nước tráng và dùng tay vắt thành tay bún. Bún thành phẩm được đặt trên các túng tre có lót sẵn lá chuối hong khô. Bước 6, bún thành phẩm. Sợi bún ăn ngon, có độ mềm, dẻo dai, màu trắng muốt. Để vài tiếng, bún khô ráo hoàn toàn, càng có độ trắng và dẻo ngon hơn, chất lượng lại hoàn toàn đảm bảo. Các bạn thân mến, các bạn vừa được quan sát quy trình làm bún của dân tộc Tày. Mình hy vọng một ngày gần nhất sẽ được mời các bạn đến quê hương Định Hóa để thưởng thức món bún này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.